trong cái câu chuyện của cuộc đời Tesla cho chúng ta một cái bài học cũng rất là thú vị nè. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có làm kinh doanh mới có thua lỗ. Tesla làm khoa học cũng gặp những cái thách thức về tài chính, Vẫn bị dạ lừa à không trả tiền bản quyền, ừ lấy cái phát minh của mình xong rồi đá đít mình đi. Tất cả nó đều là trải nghiệm. Những cái lúc đó Tesla phải làm gì? Vẫn phải duy trì sự sống của mình, bằng công việc chân tay. dạ Đào kênh trải nghiệm hết sức thú vị. Chính cái việc mà đào kênh làm công việc tay chân đó lại có cơ hội phát gặp minh ra, những người tốt, tìm ra những thứ hay hơn, tìm ra được cái con đường mới. Nên không có cái con đường nào là con đường xấu cả, tất cả các con đường đều có những cái bài học của nó. Việc của chúng ta là có học được bài học hay không đó. cũng nhờ những cái kiến thức em học này nè chị Thủy, mà giờ em không có sợ thất nghiệp, không có sợ bị đói, mình thoát ra được những điều đó mình thấy mừng ghê. Mỗi lần mà có một cái chuyện gì nó đến thì mọi người cứ chăm chăm vào đó, nói là xui là xẻo, thì em lại nghĩ ra một cái điều rằng là nó không phải xui đâu, nó đều là nhân duyên hết. Họ nhận ra cái điều gì đó trong cái bài học đó trong cuộc sống, cái đó nó là đều là nhân duyên nó đưa đến hết. Từ Tesla chúng ta sẽ thấy rằng cái mục tiêu tìm hiểu khoa học của ổng thống trị ổng, ổng không quan trọng đến sĩ diện. Nhiều người đang thành công sau đó bị lừa gạt, Thất bại. bao nhiêu sĩ diện nó trồi lên, người ta sẽ đau khổ trong cái đống sĩ diện đó. Nhưng mà Tesla khi ông đã có mục đích của mình, ông ta hiểu rõ giá trị, ông ta lấy cái đó làm định hướng cho cuộc đời của mình, thì thành công hay thất bại nó cũng chỉ là những trải nghiệm, những bài học thôi. Ngày hôm nay tôi đang là một nhà phát minh lỗi lạc, tìm ra cái này tìm cái kia, ngày mai tôi đi ra lao động chân tay khuôn vác, chuyện đó rất bình thường. Nhưng tôi biết được bên trong tôi hướng tới cái mục tiêu nào, tôi hướng tới cái giá trị nào. Khi chúng ta hiểu đúng cái sự việc á, chúng ta sẽ không có sa lầy trong những cái hoàn cảnh. Khi chúng ta nhìn về bản chất của linh hồn, đó là bài học của linh hồn đó, thì chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng ta đến đây để học bài học của mình mà. Đúng.